cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mới nhất trên kênh FBNC. Bản tin dịch hôm nay ngày 5 tháng 10 gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, vaccine AstraZeneca nhiều khả năng sẽ được phê duyệt cuối năm nay. 2 triệu ca COVID-19 mới mỗi tuần, WHO kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch. Tại Úc, số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại 2 con số ở điểm nóng Victoria. Tại Việt Nam, Bộ Y tế nhận định nguy cơ xuất hiện COVID-19 trong cộng đồng là thường trực. Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị mở đường bay thương mại với Nhật Bản, Trung Quốc. Thời báo Ấn Độ ca ngợi Việt Nam trở thành quốc gia kiểu mẫu trong khống chế COVID-19. Sau đây là phần tin chi tiết. Tính đến 18 giờ ngày 4 tháng 10, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 35,1 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 26,1 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mức 1,03 triệu ca. 215 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 2 tàu du lịch ghi nhận ca mắc COVID-19. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm vượt mốc 7,6 triệu ca, trong đó hơn 214.000 ca đã tử vong. Theo sau Mỹ vẫn là Ấn Độ với hơn 6,5 triệu ca mắc bệnh. Số ca tử vong tại quốc gia này đã vượt mức 101.000 ca. Brazil đứng vị trí thứ 3 với hơn 4,9 triệu ca nhiễm và hơn 146.000 ca đã tử vong. Đứng vị trí thứ 4 trong top những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch trên toàn cầu là Nga với hơn 1,2 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 21.300 ca đã tử vong. Theo thông tin từ tờ The Times của Anh, các chuyên gia nghiên cứu về vaccine COVID-19 tại Đại học Oxford và AstraZeneca lạc quan rằng vaccine của họ có thể nhận được sự chấp thuận của quy định vào cuối năm nay, cho phép người lớn ở Vương quốc Anh được thực hiện tiêm chủng ngừa vào tháng 4 năm 2021. Loại vaccine khả thi này đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3, giai đoạn cuối cùng trước khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để tiến hành ký vào quần thể. The Times báo cáo rằng chương trình đầy đủ để tiêm chủng cho toàn bộ dân số Anh, không bao gồm trẻ em, sẽ mất chưa đầy 6 tháng sau khi vaccine được phê duyệt. Ước tính rằng việc tiêm 2 liều vaccine cho mỗi người trong số 53 triệu người trưởng thành ở Anh sẽ cần 600.000 liều hàng ngày trong khoảng thời gian 6 tháng. Những người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão và các nhân viên chăm sóc họ sẽ là những người đầu tiên được tiêm chủng. Tiếp theo là các nhân viên y tế Anh và những người trên 80 tuổi. Sau đó sẽ đến lượt những người trên 65 tuổi và những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc COVID-19 cao nhất. Tiếp đó là những người trên 50 tuổi, trong khi những người trẻ tuổi sẽ là những người cuối cùng được tiêm chủng ngừa. Các bộ trưởng cũng đang có kế hoạch thay đổi luật để cho phép chương trình tiêm chủng được bắt đầu trước cuối năm nay nếu các cơ quan quản lý của Anh tin rằng chương trình này là an toàn, ngay cả trước khi được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt. Vào cuối tháng 8, Liên minh châu Âu EU đã ký hợp đồng đầu tiên với công ty dược phẩm AstraZeneca để đảm bảo tiếp cận 300 triệu liều vaccine. Một thỏa thuận đã được ký thay mặt cho các nước thành viên và các liều thuốc sẽ được phân phối theo tỷ lệ dân số của mỗi quốc gia. Ngoài hợp đồng của EU với AstraZeneca, chính phủ Argentina và Mexico cũng như quỹ Mexico Slim đã đạt thỏa thuận với công ty dược phẩm này và Oxford đã sản xuất vaccine dành cho các quốc gia của họ và sau đó phân phối đến các quốc gia Latin khác, châu Mỹ, ngoại trừ Brazil. Còn tại Brazil, các cơ quan y tế Brazil đã bắt đầu phân tích sơ bộ kết quả của CoronaVac, ứng cử viên cho vaccine chống lại COVID-19, do phòng thí nghiệm Trung Quốc Sinovac phát triển và Brazil đã mua 46 triệu liều. Cơ quan giám sát y tế quốc gia Anvisa đã báo cáo rằng họ đã nhận được gói dữ liệu đầu tiên với kết quả của các thí nghiệm đầu tiên bằng loại vaccine này, được thực hiện trong phòng thí nghiệm và với động vật, để bắt đầu phân tích chúng và cố gắng tốc độ đăng ký của chúng trong trường hợp thử nghiệm thành công trên người. Cơ quan quản lý của Bộ Y tế nêu rõ, trong giai đoạn phân tích sơ bộ này sẽ chưa công bố về việc đăng ký vaccine, nhưng sẽ cho phép đẩy nhanh các thủ tục khi nhận được yêu cầu từ các nhà sản xuất đối với vaccine để được đăng ký ở Brazil. Các tài liệu được gửi bởi phòng thí nghiệm Brazil, Instituto Butantan, có liên kết với chính quyền São Paulo và là cơ quan điều phối các thử nghiệm lâm sàng của vaccine ở 13.060 tình nguyện viên ở Brazil với công ty Trung Quốc. Một thỏa thuận giữa Sinovac và chính phủ São Paulo quy định việc chuyển giao công nghệ cho vaccine có thể được sản xuất bởi Viện Butantan khi nó đăng ký ở Brazil. Hiện tại, chính quyền São Paulo đã đặt hàng 46 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho toàn bộ người dân của bang giàu có và đông dân nhất Brazil. Thống đốc São Paulo hy vọng rằng sau khi được cơ quan y tế Brazil chấp thuận, chiến dịch tiêm chủng với 46 triệu liều ban đầu sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 với các chuyên gia y tế sẽ là các đối tượng tiêm chủng ngừa đầu tiên. Các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển một loại vaccine bản địa chống lại coronavirus mới đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm trên người, quan chức y tế hàng đầu của nước này vừa cho biết hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương.
Nói chuyện với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan qua điện thoại, Bộ trưởng Y tế Valentin Korkut cho biết ba nỗ lực vaccine khác ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ đạt được thời điểm này trong vòng 7-10 ngày tới. Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo 1.502 bệnh nhân nhiễm coronavirus mới và 1.211 trường hợp hồi phục. Do đó, nâng tổng số ca bệnh của cả nước hiện là 323.014 ca, với tổng số ca hồi phục là 283.868 và 8.384 người tử vong. Khoảng 103.219 xét nghiệm coronavirus khác đã được thực hiện trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên hơn 10,71 triệu. Các số liệu cũng cho thấy 6,4% bệnh nhân bị viêm phổi. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, chính phủ Mexico đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cúm để ngăn chặn hai đợt dịch tràn ngập đất nước trong mùa cúm đang tới này. Theo chính phủ, khoảng 36 triệu liều vaccine cúm sẽ được cung cấp cho công ty tại các trung tâm y tế, phòng khám và kiosk trên đường phố, vì nước này hy vọng sẽ ngăn chặn tình trạng quá tải của các bệnh viện trong đợt bùng phát COVID-19 mới. Thật nhẹ nhõm cho chúng tôi và những người nhỏ bé. Thật nhẹ nhõm vì bạn biết rằng ít nhất bạn sẽ tự bảo vệ mình chống lại bệnh cúm và bạn có sự củng cố mạnh mẽ hơn để chống lại bệnh cúm và cũng để ngăn chặn một chút vấn đề đại dịch. Chúng tôi không biết điều này sẽ bảo vệ chúng tôi đến mức nào, nhưng tốt hơn là không được bảo vệ gì cả. Điều quan trọng là ngăn chặn hai trận dịch có thể phát sinh. Đại dịch COVID-19 hiện đã giảm trong 9 tuần, nhưng luôn có xác suất khả năng chúng ta có thể bùng phát trong mùa đông và nó có thể kết hợp hoặc tham gia vào mùa cúm không thể tránh khỏi năm 2020-2021. Theo số liệu cập nhật từ Bộ Y tế, số ca nhiễm coronavirus được xác nhận ở Mexico đã tăng lên 753.090 ca vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, trong đó 78.492 ca đã tử vong. Tại một cuộc họp báo ở trụ sở WHO, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros vừa kêu gọi các quốc gia tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 khi căn bệnh này tiếp tục tàn phá khắp thế giới, với 2 triệu trường hợp COVID-19 mới được xác nhận trên toàn thế giới mỗi tuần, với số người chết toàn cầu đã vượt quá 1 triệu. Ông Tedros nói rằng WHO sẽ hỗ trợ hơn nữa các biện pháp chống COVID-19 trên khắp các quốc gia thành viên thông qua các văn phòng khu vực và quốc gia, kêu gọi các nhà lãnh đạo tăng cường ứng phó hơn. Với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, các chiến lược rõ ràng và toàn diện, thông tin liên lạc nhất quán và một lực lượng dân số tham gia, được trao quyền và được hỗ trợ, không bao giờ là quá muộn để lật ngược tình thế. Chúng tôi kêu gọi mọi nhà lãnh đạo tăng cường phản ứng của họ, đưa ra các biện pháp mục tiêu mà chúng tôi biết có thể ngăn chặn sự lây lan, đảm bảo rằng hệ thống y tế và người lao động được bảo vệ và cứu sống. Ông Tedros nhấn mạnh rằng các quốc gia trên thế giới có thể được chia thành 4 nhóm dựa trên các tình huống dịch bệnh khác nhau, bắt đầu từ các quốc gia đã được kiểm soát được coronavirus và tránh được các đợt bùng phát lớn. Nhóm thứ hai là các quốc gia đã chứng kiến đợt bùng phát coronavirus trên quy mô lớn nhưng vẫn kiểm soát được dịch bệnh và không ngừng ngăn chặn sự lây lan thêm. Loại thứ ba là những quốc gia đã kiềm chế được dịch bệnh nhưng hiện đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm trùng do giới hạn kinh tế và xã hội lỏng lẻo. Nhóm cuối cùng là các quốc gia đang có tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong gia tăng trong dân số của họ. Tại Úc, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, Thủ hiến Victoria Daniel Andrew cho biết 12 người đã được chẩn đoán mắc loại coronavirus chủng mới trong 24 giờ qua. Như vậy, số lượng mắc mới đã tăng lên so với ngày hôm trước. Ông nhấn mạnh rằng người dân Victoria không nên làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn hoặc ích kỷ. Điều đó có thể sẽ khiến họ phải sống trong một kỳ phong tỏa lâu hơn. Đừng ai trong chúng ta làm bất cứ điều gì để gây nguy hiểm cho nơi chúng ta sống và cho chính bản thân mình. Theo các hạn chế, gần 5 triệu người ở Melbourne, thủ phủ của Victoria, có thể tập thể dục hoặc giao lưu ngoài trời tối đa 2 giờ một ngày, nhưng phải ở gần nhà, mọi người phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Melbourne đã bị cấm vận nghiêm ngặt trong nhiều tháng, với các biện pháp được thiết lập sẽ được duy trì cho đến khi số trường hợp mới hàng ngày trung bình trong khoảng thời gian 2 tuần giảm xuống dưới 5 trường hợp. Thủ đô của Tây Ban Nha, Madrid, đang chìm trong khoảng thời gian buồn bã khi phải quay trở lại thực hiện các biện pháp đóng cửa do các ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại. Khoảng 4,8 triệu người bị cấm rời khỏi khu vực này, trong khi các nhà hàng và quán bar ở Madrid và chính thị trấn vệ tinh sẽ đóng cửa sớm và giảm một nửa công suất. Các hạn chế mới bắt đầu từ lúc 10 giờ tối ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 10, theo giờ địa phương, không nghiêm ngặt như lệnh khóa trước đó từ tháng 3 khi mọi người bị cấm rời khỏi nhà của họ. Tuy nhiên, nhà chức trách khuyến cáo cư dân không nên di chuyển khỏi chỗ ở trừ khi thật cần thiết. Ít người hơn bình thường, các cửa hàng ít đông đúc hơn, các quán bar cũng vắng tanh và có cảm giác u buồn trong không khí. Cảnh sát đã thiết lập các chốt kiểm soát và hạn chế xe ô tô trên những con đường chính dẫn vào và ra khỏi thành phố. Dịch vụ du lịch bị cấm, ngoại trừ các hoạt động đi làm, đi học, sức khỏe hoặc mua sắm. Nhiều người đã gọi đến khách sạn của tôi để hủy phòng, đã đặt do họ sẽ không đi du lịch vì những hạn chế.
Người đứng đầu khu vực bảo thủ Isabel Díaz Ayuso cho rằng các biện pháp áp đặt miễn cưỡng này đưa ra một thách thức pháp lý. Các biện pháp này không đủ để chống lại đại dịch và sẽ gây thiệt hại 750 triệu euro, tương đương 879 triệu đô la Mỹ mỗi tuần cho nền kinh tế địa phương. Các quán bar và nhà hàng của Madrid phải đóng cửa vào lúc 11 giờ tối, thay vì lệnh giới nghiêm 1 giờ sáng như trước đây, trong khi các nhà hàng, phòng tập thể dục và cửa hàng đang cắt giảm một nửa công suất. Các cuộc tụ tập hơn 6 người vẫn bị cấm trong nhà và ngoài trời. Với 850 trường hợp mắc COVID-19 trên 100 người dân, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Madrid có tỷ lệ lây nhiễm tồi tệ nhất châu Âu. Tại Hàn Quốc, cảnh sát Hàn Quốc đã huy động hàng trăm xe buýt để ngăn chặn bất kỳ cuộc biểu tình chính trị nào ở thủ đô Seoul vào ngày thứ Bảy ngày 3 tháng 10 với các nhà chức trách để quyết tâm ngăn chặn một loạt trường hợp COVID-19 mới khác xuất hiện từ các cuộc biểu tình. Cảnh sát đậu xe buýt dọc theo các đại lộ chính và xung quanh quảng trường trung tâm Seoul đã phong tỏa người biểu tình. Họ cũng thiết lập khoảng 90 trạm kiểm soát để ngăn chặn các phương tiện, trong khi đó tàu điện ngầm không dừng lại ở một số trạm tại các địa phương biểu tình. Hàn Quốc đã được coi là một câu chuyện thành công trong việc giảm thiểu COVID-19, nhưng họ đã chứng kiến sự bùng phát của hơn 1.800 ca lây nhiễm liên quan đến một nhà thờ và một cuộc biểu tình chống chính phủ lớn vào tháng 8 vừa qua. Chính phủ đã cấm hơn 100 cuộc biểu tình được lên kế hoạch cho ngày thành lập quốc gia hôm thứ Bảy, cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ cuộc biểu tình bất hợp pháp nào. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KDCA đã báo cáo 75 trường hợp nhiễm mới vào nửa đêm thứ Sáu ngày 2 tháng 10, ngày thứ Ba tăng 2 con số, đưa tổng số ca nước này lên 24.027 trường hợp, trong đó 420 trường hợp tử vong. Người đứng đầu nhóm tái chế tàu cho biết hoạt động kinh doanh tháo dỡ tàu đang bùng nổ tại một bến tàu ở Ali Aga, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, nơi 5 tàu du lịch đang được tháo dỡ để bán sóc vụn sau khi đại dịch COVID-19 đã phá hủy toàn bộ nền kinh tế, trừ ngành công nghiệp. Vào tháng 3, các nhà chức trách Mỹ đã ban hành lệnh cấm ra khơi đối với tất cả các tàu du lịch còn nguyên tại chỗ. Nhưng vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, hàng chục công nhân đã phá bỏ tường, cửa sổ, sàn nhà và lan can của một số tàu. 3 tàu nữa cũng sẽ nằm trong danh sách những tàu được tháo dỡ. Việc tháo dỡ một con tàu mất 6 tháng, 100 công nhân làm việc trên mỗi con tàu và không chỉ thép của tàu du lịch mà bàn ghế, ghế sofa, thiết bị, nhà bếp cũng được bán. Chúng tôi muốn tạo ra cơ hội cho ngành công nghiệp tái chế tàu trước cuộc khủng hoảng COVID-19 này. Ông Arnold cho biết, nhà máy đóng tàu đang đặt mục tiêu tăng khối lượng thép tháo dỡ lên 1,1 triệu tấn vào cuối năm nay, từ 700.000 tấn vào tháng Giêng. Tin tức tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 4 tháng 10, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 1.096, trong đó 1.020 ca bệnh đã được chữa khỏi và 35 ca tử vong. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số 41 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị theo dõi, hiện số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 1 ca, lần 2 là 2 ca, lần 3 là 4 ca. Về tình hình cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 16.477, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 718, cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 11.212 và cách ly tại nhà nơi lưu trú là 4.547. Tại cuộc họp trực tuyến, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 63 tỉnh thành phố vừa diễn ra, lãnh đạo Bộ Y tế nhận định nguy cơ xuất hiện dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng là thường trực. Đại diện Bộ Y tế cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng và khi nối lại các chuyến bay thương mại, thì nguồn bệnh từ người nhập cảnh, kể cả hàng hóa nhập khẩu sẽ xuất hiện. Đặc biệt là người dân, chính quyền vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác chống dịch. Vì vậy, ngành y tế yêu cầu người dân cần thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó nhấn mạnh tới việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Rút kinh nghiệm từ bài học của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đà Nẵng, Quyền trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định sẽ tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo bệnh viện khi xảy ra lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19. Liên quan đến việc quản lý người nhập cảnh, Bộ Y tế cho biết người nhập cảnh sẽ phải đăng ký lưu trú trước khi vào Việt Nam và hàng ngày sẽ phải cập nhật tình hình sức khỏe vào tờ khai y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch và phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phòng bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố phải thường xuyên cập nhật thông tin vào bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia để kiểm soát được tình hình và giúp xã hội an toàn. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không cho biết, các thị trường khai thác chặng bay quốc tế thương mại thông lệ vẫn đang được đơn vị này nghiên cứu, tính toán theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Nhật Bản, Trung Quốc là những thị trường nằm trong danh sách sẽ gỡ lệnh phong tỏa trước và sớm khai thác chặng bay quốc tế thông lệ. Những thị trường các nước châu Á cũng đang được bàn bạc lên kế hoạch. Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được đặt lên hàng đầu.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở cửa các đường bay sẽ theo lộ trình và thứ tự ưu tiên. Các nước được ưu tiên sẽ là những địa bàn kiểm soát dịch tốt. Theo đó, sau Hàn Quốc, thị trường tiếp theo được mở cửa hoàn toàn sẽ là Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan. Thứ tự tiếp theo đó là Lào và Campuchia trên cơ sở kiểm soát dịch tốt. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, việc khơi thông các đường bay quốc tế có tác động lớn tới phát triển kinh tế đất nước vì sẽ đưa chuyên gia, nhà đầu tư tới Việt Nam. Hiện nay, Bộ đã giao Cục Hàng không Việt Nam làm việc với nhà chức trách hàng không của các nước. Việc mở lại các đường bay dựa trên cơ sở phòng chống dịch không phải của riêng Việt Nam mà còn của các nước mà hãng hàng không có thể đến, do đó cần có sự thống nhất chung giữa các quốc gia. Nhằm triển khai kế hoạch kích cầu ngành du lịch trong giai đoạn bình thường mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn sẽ ra mắt trong đầu tháng 10. Ứng dụng này được Tổng cục Du lịch Việt Nam kết hợp với Vietsense nghiên cứu thực hiện, tích hợp đầy đủ tính năng nhằm phục vụ yêu cầu của du khách, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý nhà nước. Người dùng khi sử dụng có thể tra cứu mức độ an toàn tại điểm sắp đến, xem bản đồ số để biết mức độ cảnh báo an toàn, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi và cập nhật thông tin mới nhất về điểm đến cũng như những chính sách của ngành du lịch. Tại hội thảo khôi phục và phát triển kinh tế thành phố trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 vừa diễn ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố chỉ tăng trưởng 0,77%, là mức thấp chưa từng có. Cùng với đó là số lượng 21.600 doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động. Làn sóng dịch bệnh thứ hai tiếp tục đẩy các doanh nghiệp vào khó khăn, nhất là các doanh nghiệp ngành du lịch, dịch vụ. Xác định kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế thành phố, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xem xét, triển khai các giải pháp phù hợp để tháo gỡ hiệu quả khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trở lại. Trước mắt, việc hỗ trợ vốn, khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi giá trị, tận dụng cơ hội từ tình hình mới, chuyển hướng sang sản phẩm mới, thị trường mới, tập trung chuyển đổi số là những giải pháp được thực hiện. Mới đây, tờ Thời báo Ấn Độ đã đăng tải bài viết ca ngợi Việt Nam đã trở thành quốc gia kiểu mẫu trong khống chế dịch COVID-19. Sự khống chế thành công dịch COVID-19 cho tới nay đã chứng tỏ khả năng sẵn sàng đương đầu với bệnh truyền nhiễm là nhân tố quan trọng để bảo vệ người dân. Tờ Thời báo Ấn Độ cũng nhấn mạnh, việc chú trọng xét nghiệm ở vùng tâm dịch và việc người dân tiến hành các biện pháp phòng ngừa sớm chính là cách giúp Việt Nam một lần nữa khống chế dịch thành công. Những nhân tố góp phần vào sự thành công của Việt Nam bao gồm xét nghiệm mang tính chiến lược, truy tìm tiếp xúc gần thông qua app, các chiến dịch truyền thông hiệu quả tới người dân, sự vào cuộc của người dân và quan tâm tới mọi nhân tố có thể gây ra tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên xã hội. Có thể nói, từ những kinh nghiệm tích lũy đương đầu với dịch SARS, Việt Nam đã đề ra một kế hoạch toàn diện để đương đầu với dịch COVID-19. Con số báo cáo về ca nhiễm và ca tử vong cho thấy sự minh bạch trong báo cáo ca bệnh. Việt Nam trở thành một tấm gương để học hỏi, đại dịch chỉ có thể đánh bại nhờ chiến lược xét nghiệm ở 3 cấp độ, cách ly nghiêm ngặt bệnh nhân và các biện pháp phòng ngừa sớm được người dân tuân thủ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với các nhiệm vụ ở phía trước, cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Việt Nam cần phải ngăn chặn nhập cảnh bất hợp pháp ở vùng biên giới để ngăn ngừa khả năng nhập cảnh mang virus vào Việt Nam. Một khi thế giới chính thức có vaccine ngừa COVID-19, Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị trước việc phân phối vaccine. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dịch COVID-19 hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới. Mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.